vẫn đời trung chuyên của bốn chị em Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc, Thanh Ngân. Cùng với các gia tộc cải lương nổi tiếng miền Nam như nhà Minh Tơ, nhà Thanh Nga, bốn cô đào xinh đẹp hát hay Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc, Thanh Ngân cũng góp phần làm phong phú thêm danh sách các gia đình nhà nòi theo bộ môn nghệ thuật đậm chất Nam Bộ. Bốn cô đào xinh đẹp này được sinh ra trong gia đình có tới ba đời đi hát cải lương. Mẹ của bốn chị em này là nghệ sĩ Kim Hoa và bà ngoại là nghệ sĩ từ Hà Lan. Tuy bà ngoại và mẹ tên tuổi không lừng lẫy, nhưng đời sống gạo nước chợ sông và từ khi sinh ra đã nghe tiếng hát trên ghe, nên bốn cô con gái đã trở thành bốn cô đào cải lương nổi tiếng bây giờ. Trong bốn chị em gái, có lẽ chị hai Thanh Hằng và cô em út Thanh Ngân là được hưởng nhiều phước hơn cả, xinh đẹp nhất và nổi tiếng nhất. Thanh Hằng là lớp nghệ sĩ cải lương trưởng thành đầu tiên sau giải phóng và được nhận giải Trần Hữu Trang đợt đầu cùng với Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Cẩm Thu, Phương Hồng Thủy. Tên tuổi của Thanh Hằng sáng chói suốt thập niên 90 cho tới đầu những năm 2000. Năm 16 tuổi, Thanh Hằng kết hôn với một người đàn ông làm nghề xếp ghế khán giả vì thấy anh thương mình. Dù vậy, cuộc hôn nhân của nghệ sĩ cải lương diễn ra không suôn sẻ. Chồng Thanh Hằng ham mê cờ bạc, thường xuyên đánh chị vô cớ. Thanh Hằng chịu đựng cảnh bị chồng bạo hành suốt 5 năm, tức nước vỡ bờ chịu quyết định giải thoát cho mình. Cuối năm 1994, Thanh Hằng sang Úc trình diễn trong một sự kiện. Nhờ sự giới thiệu của nghệ sĩ Vũ Linh, chị gặp một người đàn ông tên Vối. Khi lưu diễn, Thanh Hằng bị cảm sốt, người này luôn túc trực chăm sóc chị và cả hai nảy sinh tình cảm. Về Việt Nam, họ chung sống và có con vào năm 1996. Đến năm 2000, Thanh Hằng và chồng làm hôn thú. Dù đang được nhiều bầu show mời đi hát, chị quyết định sang Úc định cư với chồng. Bôn ba mưu sinh nơi xứ người, nhiều đêm Thanh Hằng khóc hết nước mắt vì nhớ nghề. Được sự giúp đỡ của Hoài Linh, năm 2016, Thanh Hằng trở về nước và thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật trong làng giải trí. Còn với cô con gái thứ hai, diễn viên Ngân Quỳnh, ban đầu chị tham gia các đoàn cải lương ở tỉnh, sau về thành phố và đã có lúc được làm đào chánh. Sau này Ngân Quỳnh chuyển sang lĩnh vực ca nhạc và diễn viên. Chị được mọi người biết đến nhiều hơn kể từ khi tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen. Ngân Quỳnh hiện có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên người chồng hết mực yêu thương tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô con gái thứ ba, Thanh Ngọc, được ít người biết tới nhất trong bốn chị em, nhưng bù lại, chỉ có cuộc sống im ấm cùng gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Ngọc chia sẻ, bàn tay có ngón dài ngón ngắn, chị em có người thành đạt nhiều, có người ít, nhưng điều cốt lõi là chị em chúng tôi luôn yêu thương, hòa thuận và hỗ trợ nhau hết mình trong mọi hoàn cảnh. Đó cũng là điều hạnh phúc của đại gia đình tôi. Còn cô em út Thanh Ngân, có lẽ là đóa hoa rạng ngời nhất trong gia đình. Cũng như chị hai Thanh Hằng, Thanh Ngân đoạt giải Trần Hữu Trang năm 1996 và là đào chánh trong rất nhiều vở diễn. Trời xanh quen thói má hồng đến ghen, đã là gia nhân thì song hành cùng bạc phận. Và nghệ sĩ Thanh Ngân cũng không ngoài cuộc. Dù sự nghiệp ca hát sáng ngời, nhưng Thanh Ngân cũng khá trung chuyên trong đường tình. Từng yêu và có con trai với một người đàn ông, tuy nhiên chuyện tình giữa cả hai không có kết thúc đẹp, nên Thanh Ngân một mình chăm sóc con trai khôn lớn. Có lúc buồn chuyện riêng, Thanh Ngân đã tạm xa lánh sân khấu. Từ nhiều năm nay, Thanh Ngân chuyên tâm thực hiện những chương trình ca cổ Phật giáo, thu DVD về Phật Pháp do công ty chân tâm của cô sản xuất. Hiện nay Thanh Ngân đã tìm được niềm vui trong cuộc sống. Tìm đến nhà Phật, Thanh Ngân đã lấy lại được niềm vui trong cuộc sống và cũng dần trở lại sân khấu, mang tiếng hát đáp ứng niềm mong mỏi của khán giả mộ điệu cải lương trên khắp cả nước. Nghệ sĩ Ngọc Huyền khóc nức nở trong đêm nhạc đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh sau 15 năm sang Mỹ định cư. Tối ngày 20 tháng 10, Ngọc Huyền đã có một đêm nhạc ấm cúng và thành công. Đêm nhạc bắt đầu từ 21 giờ, nhưng từ 20 giờ, khán giả đã đến xếp hàng chờ chụp hình cùng thần tượng. Phòng trà với 200 chỗ ngồi đã không còn chỗ trống. Nhân viên phòng vé tiết lộ đã bán hết vé trước một tuần đêm nhạc diễn ra. Đến đêm diễn, nhiều khán giả chấp nhận mua vé đứng để được xem thần tượng hát. Ngọc Huyền rưng rưng xúc động trước tình cảm khán giả dành cho chị, dù đã xa quê 15 năm. Chị nghẹn ngào nói, tôi đứng đây trong vòng tay khán giả thì còn hạnh phúc gì bằng. Đến ủng hộ Ngọc Huyền có sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, Trinh Trinh, Bình Tinh. Chị nói vui với nam đồng nghiệp thân thiết, nếu như anh Kim Tử Long có làm show mời tôi hát,
Tôi mong anh ấy bán vé rẻ để mọi khán giả đều được đến xem. Và tôi cũng hát không lấy thù lao, tôi chỉ xin tiền vé máy bay. Ngọc Huyền cúi đầu cảm tạ khán giả khi vừa bước ra sân khấu. Tôi nợ khán giả ân tình vì hạnh phúc gia đình mà rời xa các bạn suốt thời gian qua. Tôi muốn khóc lắm, nhưng khóc rồi lại sợ không hát được. Tuy vậy, Ngọc Huyền vẫn quay mặt về phía ban nhạc, tay quệt vội nước mắt. Trong suốt 3 giờ diễn ra chương trình, Ngọc Huyền thể hiện nhiều ca khúc cải lương, dân ca, bolero, nhiều liên khúc ba miền, giữ lại tình yêu, mai mình lỡ xa nhau. Mẹ ruột của nghệ sĩ Ngọc Huyền theo chị về Việt Nam. Nghệ sĩ chia sẻ, mẹ thường thay chị trông nom hai con vì chị bận đi hát. Lần này bà về nước cùng con gái nhằm tiện chăm sóc chị. Sau khi hát ca khúc Duyên Phận, Ngọc Huyền nhắn lời gửi cảm ơn mẹ chồng, danh ca Thành Tuyền, vì giúp chị cảm nhận hạnh phúc thực sự việc làm vợ, làm mẹ. Trong đêm nhạc, Ngọc Huyền cũng hội ngộ đàn em ca sĩ Dương Đình Trí, con trai của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Chị tâm sự từng được Lệ Thủy nâng đỡ thỏ mới vào nghề. Còn con trai bà là người mời chị tham gia chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ do anh thực hiện. Dương Đình Trí kể, anh thần tượng Ngọc Huyền khi mới xem tuồng Sự Án Phi Giao do chị đóng chính. Năm 2002, sau thời gian qua Mỹ biểu diễn, Ngọc Huyền đã ở lại và lập gia đình. Chị chuyển qua hát tân nhạc Tân Cổ Giao Duyên, phát hành DVD ở hải ngoại. Năm 2016, chị được cấp phép về nước làm giám khảo trong game show Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ mùa đầu tiên. Trên đất Mỹ, Ngọc Huyền có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn bên chồng con. Con gái của nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền là Hà Tiên, cũng thừa hưởng chất giọng của mẹ và tham gia các cuộc thi ca cải lương ở hải ngoại. Ngọc Huyền tiết lộ, vào tháng 11, chị sẽ trở về Việt Nam và dựng lại vở tuồng nổi tiếng Sự Án Phi Giao.